Ok, xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là một chiếc máy lọc nước của hãng Carofi. Và đây là một cái mã mới nhất và cũng là cao cấp nhất tại cái thời điểm hiện tại năm 2021 của cái hãng Carofi. Mã của nó là U95. Đấy, model U95 thì nó gồm có một thân máy và một cái bình chứa. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ mở cái máy Carofi U95 này ra xem nó có những cái đặc điểm gì nổi trội. Đây, mình đã tháo thùng ra rồi. Toàn bộ máy của nó đây, gồm có một thân máy này, một cái bình chứa này. Bình chứa này thì là bằng nhựa các bạn nhé. Đấy, đây là các cái phụ kiện họ cho chúng ta kèm theo này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, đầy đủ nhá. Một cái vòi cổ ngỗng các bạn nhé. Đấy, vòi cổ ngỗng rất xi là xịn sò luôn nhá. Rồi dây cấp. Đấy, dây cấp này thì nó có 3 màu các bạn nhìn này. Gồm có dây cấp này, dây nước thải đầu ra này đấy, và dây lấy nước ra vòi cổ ngỗng, 3 màu các bạn nhé. Nếu như mà các bạn nào mà cần dài hơn thì chúng ta cần phải mua thêm. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái bình áp này trước. Thì bình áp này thì nó cũng giống như các cái bình áp khác thôi. Đó. Thì đây chính là đầu nước vào. Và ở phía dưới đáy này thì các bạn nhìn thấy đây, nó có một cái lỗ, thì đây chính là một cái van. Nhiều bạn không biết nhá, nhiều bạn không biết cái này có tác dụng là cái gì. Thì bản thân cái này nó là cái van và chúng ta sẽ bơm hơi vào đây. Mục đích bơm hơi là gì? Để làm sao để khi mà chúng ta mở cái vòi cổ ngỗng ấy đấy, thì nước nó sẽ được đẩy ra vòi cổ ngỗng. Thì đấy chính là cái hơi nó sẽ đẩy ra. Đó, còn nếu như mà không có hơi thì nước sẽ không đẩy ra các bạn nhé. Bởi vì nước nó đã được tích ở trong cái bình này rồi. Nếu như mà không có hơi mà máy nó cũng không chạy thì lập tức là nước nó vẫn ở trong bình này mà nó không đẩy ra. Đó, thì mục đích là bơm hơi vào đây là như vậy. Nên là khi mà nhà bạn nào ấy mà máy thì chạy rất lâu và đã đầy bình và máy đã ngắt rồi, thế nhưng mà nước ở vòi cổ ngỗng nó rất yếu, nó chảy ra rất ít, thì là nguyên nhân là do cái hơi ở trong cái bình áp này nó bị thiếu hoặc nó bị xì. Thì lúc đấy các bạn cần phải bơm vào. Và bơm với áp suất bao nhiêu thì các bạn xem ở trong quyển hướng dẫn sử dụng của nó nhé. À đây, các bạn có thể nhìn thấy ở ngay trên bình đây, người ta cũng đã ghi cái áp suất của nó đây. Đó, áp suất của nó là 5 đến 7 PSI nhé các bạn nhé. Đó, các bạn bơm đúng như vậy thôi. Bơm yếu quá thì nước sẽ đẩy ra yếu, còn bơm mạnh quá là có nguy cơ nổ bình. Nên là chúng ta cần phải tuân thủ đúng áp suất của nó. Rồi, xong cái bình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái nhân vật chính của chúng ta đây. Đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, ở phía trên này nó sẽ có 3 cái lõi lọc này. Đấy, 3 cái lõi lọc này. Thì máy lọc nước nào nó cũng đều có 3 cái lõi lọc đấy nhá. Đây, mình sẽ quay đằng sau đấy cho các bạn xem. Đấy, 3 cái lõi lọc này. Lõi lọc 1, 2, 3. Thì lõi lọc đầu tiên thì là cái lõi lọc 5 micron này. Đấy, thì cái lõi lọc 5 micron này thì là cái lõi lọc thô. Và cái lõi lọc này là hay bẩn nhất và hay phải thay nhất. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, đây là lõi lọc số 1 này. Cái lõi lọc này là cái đường kính của nó đây. Đây, đường kính của nó là 2 đến 4 micron này. Đó. Và khi mà chúng ta lắp ấy, chúng ta cần phải xé cái dây bóng này ra nhá. Đó. Xé dây bóng ra và để chúng ta lắp. Đây này, các bạn sẽ phải xé nó ra. Sau đó là chúng ta sẽ lắp nó vào. Và các bạn lắp, các bạn lưu ý này, lõi lọc nào nó cũng sẽ có một cái gioăng cao su ở hai đầu. Đó, gioăng cao su hai đầu. Nhiều bạn không để ý, không may nó rơi, bởi vì cái gioăng cao su này nó không dính nhá. Này, không may nó rơi ra. Đó, nó rơi ra và cứ thế bỏ vào là dẫn đến là nước nó sẽ không có cái tác dụng lọc nữa. Đó, bởi vì nước nó từ lõi bên trong này nó đi thẩm thấu qua cái lớp bông đó. Nhưng mà nếu như cái gioăng chặn ở đây thì gần như là nước bên trong bên ngoài nó đi thông với nhau, coi như là mất tác dụng lọc. Nên là chúng ta cần phải lưu ý là cần phải có cái gioăng cao su ở đây. Rồi, chắc chắn là hai bên đều có gioăng cao su thì chúng ta sẽ đặt nó vào. Đấy, đặt nó vào. Sau đó là chúng ta sẽ chỉnh cái gioăng. Ở đây các bạn nhìn thấy có một cái gioăng này, gioăng cao su nhỏ này. Thì cái gioăng này là gioăng để nó kín nước, nó không trào ra ngoài thôi. Thì các bạn lưu ý này, cái gioăng cao su ở ngoài này thì các bạn phải đặt nó phải bằng nhá. Tránh trường hợp là đặt phía dưới này, còn phía đầu thì lại đặt kênh lên trên. Khi mà chúng ta siết cái nắp này vào thì lập tức là nó sẽ nghiền đứt cái gioăng cao su này, dẫn đến là nó mất tác dụng ngăn nước nhé. Nên là chúng ta cần phải làm sao đấy, để cái gioăng cao su nó phải bằng
chúng ta lấy tay chúng ta miết xung quanh này sao cho nó bằng, sau đó chúng ta sẽ xoáy nắp. Đấy, để thẳng cái nắp này xong chúng ta xoáy đó, xoáy cho tới chặt tay, chắc tay là được, chúng ta cũng không cần thiết phải xoáy mạnh quá đó, chặt chắc tay là được đó. Rồi, lõi lọc số 2 thì chính là cái lõi lọc CTO, và thông thường cái lõi lọc này nó làm bằng than hoạt tính. Đấy, đây là cái lõi lọc bằng than hoạt tính này, đây này, carbon này, đó. Đây là lõi lọc than hoạt tính nha. Thì lắp thì cũng tương tự như lõi lọc số 1 thôi. Nước thì đi từ lõi lọc số 1 này sang lõi lọc số 2 này, xong rồi từ lõi lọc số 2 sẽ đi sang lõi lọc số 3. Thì lõi lọc số 3 này thì tương tự như lõi lọc số 1, nó là cái lõi lọc tinh. Và cái lõi lọc này nó là 1 micron này, thì cái lỗ của nó sẽ nhỏ hơn. Những cái hạt nào mà nó lớn hơn 1 micron thì nó sẽ được giữ lại. Tất cả các lõi lọc đều có cái gioăng cao su, các bạn lưu ý nhé. Và các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đặt thứ tự nhé. Đấy, đặt đúng theo thứ tự nhé. Chứ nhiều khi lại nhầm lõi 1, lõi 2, 3 lại nhầm sang cho nhau đấy. Rồi, phía mặt trước của nó đây. Sau khi mà nước đã đi qua ba cái lõi lọc 1, 2, 3 rồi thì lúc này là nước nó sẽ đi vào cái lõi lọc, đó là cái lõi lọc RO, thông qua một cái máy bơm ở phía đáy. Thì tí nữa mình sẽ lật cái đáy lên cho các bạn. Cái máy bơm cao áp nó sẽ đặt ở dưới đáy và nó bơm và nó đẩy vào cái lõi lọc RO này. Và cái lõi lọc RO này chính là cái lõi quan trọng nhất để lọc ra nước sạch. Đối với máy đời cũ ấy, thì cái lõi lọc RO này cho ra cái nước thải tương đối nhiều. Nó có thể là lên tới 60-70% cái nước thải. Có nghĩa là 1 lít nước mà các bạn cấp vào cho máy thì nó chỉ thu được khoảng 30-40% cái nước sạch thôi. Còn lại là 60-70% là nó thải nước ra ngoài, nên là rất lãng phí nước. Nhưng đối với cái lõi lọc RO mới này theo như hãng thông báo thì nó có thể lên tới 50-60% cái lượng nước sạch, cũng có thể lên tới 70% cái lượng nước sạch, còn lại là khoảng 30-40% lượng nước thải, tùy theo là nước của chúng ta bẩn nhiều hay bẩn ít. Và sau khi mà qua lõi RO thì nước sẽ được bơm vào cái bình tích áp này, đấy, cái bình chứa này đó. Và khi mà chúng ta mở vòi cổ ngỗng thì lập tức là bình chứa này nó sẽ đẩy nước từ bình chứa này, nó sẽ đẩy thông qua 6 cái lõi lọc này, đấy, 6 cái lõi lọc này, và nó sẽ đi ra vòi cổ ngỗng và chúng ta sử dụng được. Thì đấy là cái quy trình nó đi là như vậy. Thì các bạn thấy là cái cụm 6 cái lõi lọc này nó không phải là rời nhé các bạn nhé. Với cái modem này là cái modem U95, cái modem mới của 2021 này, thì 6 cái lõi lọc này nó thành một cái khối, thành một cái cụm luôn. Và khi mà chúng ta thay thì chúng ta không phải thay là rời từng cái lõi, mà chúng ta thay cả cái cụm này luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây này. Đấy, đây là một cái cụm nhá. Đấy. Và cái đây là mình được khuyến mại này, khuyến mại thêm một cái cụm này. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái cụm 6 lõi này là liền khối luôn nhá các bạn nhá. Đấy, liền khối. Và ở đáy của nó này thì nó sẽ có hai cái đường, đường vào và đường ra. Đó. Đây. Đây đường in này là vào này, đường out là ra. Đó. Và chúng ta thay cả cụm 6 lõi này luôn. Về chức năng từng lõi thì các bạn có thể là tìm hiểu trên trang web của hãng hoặc là trên mạng nhé. Mình không nói để cho đỡ mất thời gian. Rồi, vừa rồi là cái quy trình và cái tính năng cơ bản của cái máy lọc nước RO, đúng không ạ? Thì với cái máy lọc nước RO U95 này thì các bạn có thể thấy nó có một số các cái điểm nổi trội. Đó là đầu tiên nó là có một cái bảng điều khiển, và cái bảng điều khiển này nó kết nối với wifi và chúng ta có thể là kết nối với điện thoại được. Và tất cả các cái thông tin hoạt động của cái máy lọc nước này nó sẽ được truyền về điện thoại. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái bảng điều khiển này nó sẽ có ba cái để hiển thị nhá. Còn cái hiển thị đầu tiên là cái hiển thị trạng thái này, hiển thị thời gian thay lõi này, và hiển thị độ tinh khiết này, độ tinh khiết của nước đấy. Và mỗi cái hiển thị này thì nó sẽ được hiển thị bằng cái đèn LED đó, gồm có ba cái đèn là đỏ, vàng, xanh. Đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy nếu mà thời hạn thay lõi này mà nó hiển thị đây, các bạn nhìn thấy nhá. Nếu như là màu xanh này thì lõi lọc chưa phải thay thế này, nếu như mà màu vàng thì lõi lọc là sắp phải thay thế, là chúng ta chuẩn bị và mua sẵn lõi để chúng ta thay thế. Và khi mà nó chuyển sang cái màu đỏ này thì lõi lọc là cần phải thay thế, là chúng ta phải thay thế luôn. Nếu mà chúng ta không thay thế thì lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ tinh khiết của nước. Đó, đây các bạn nhìn thấy đây, độ tinh khiết của nước đây. Đó, màu xanh thì là dưới 50 TDS, dưới 50 là ok, dùng thoải mái. Đấy. Còn nếu như màu vàng TDS trên 100 thì chúng ta cần phải kiểm tra lại, chúng ta thay lõi hoặc là kiểm tra lại tất cả các rắc nối xem nó có bị hở ở đâu không. Đó, thì đấy là cái hiển thị ở trên mặt này thôi nhá. Còn nếu mà chúng ta kết nối wifi và chúng ta cài phần mềm trên điện thoại thì chúng ta cũng theo dõi rất dễ dàng và tiện dụng.
Đấy, đấy là cái ưu điểm đầu tiên của cái máy này. Một cái ưu điểm tiếp theo chính là các cái kết nối nhanh giữa các ống và các cái lõi lọc. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé. Đây này, cái máy đời trước ấy, thì khi mà các bạn tháo những cái ống với cái lõi này hoặc là chúng ta thay lõi, chúng ta rất vất vả vì chúng ta phải vặn ren xong rồi cuốn băng tan rất vất vả. Nhưng mà với cái máy này chúng ta chỉ cần rút cái chốt này ra. Đấy, nhấn cái này vào, rút ra, xong luôn. Chị em phụ nữ cũng làm được. Và chúng ta cắm vào, chúng ta chỉ cần ấn ống vào. Đó, xong. Đấy, ấn vào cực kỳ chắc luôn, không rút được ra nhé. Đấy, để yên tâm chúng ta chốt thêm cái chốt này vào nữa. Thế là ok. Cực kỳ tiện lợi đúng không? Rất nhanh, rất tiện lợi mà thao tác rất dễ dàng. Thì đấy chính là một cái ưu điểm tiếp theo của cái máy lọc nước này. Và cái ưu điểm về kích cỡ thể tích thì các bạn nhìn thấy đây, nó rất chi là nhỏ gọn đúng không? Rất phù hợp cho những không gian nhỏ. Chiều rộng, đây là chiều sâu của nó nhé. Chiều sâu của nó thì chỉ khoảng 21 cm thôi. Còn chiều rộng của nó là khoảng 33 cm. Đấy, còn chiều cao của nó là khoảng gần 40 cm. Còn cách lắp đặt và kết nối ống thì rất chi là đơn giản luôn các bạn nhé. Đấy, máy nguyên khối các bạn chỉ cần kết nối 4 cái đường này vào. Đầu tiên là cái đường nước vào, các bạn cắm bụp một phát vào, thế là xong. Chứ các bạn chỉ cần lấy ống, các bạn cắm vào nhé, là xong đấy nhá. Giống như lúc nãy mình thao tác ấy. À, nước RO chính là cái nước mà ra cái vòi của ngỗng đấy. Chúng ta chỉ cần kết nối vào cổ ngỗng, cắm cái bục phát vào đây. Đó. Nước bình áp thì chúng ta sẽ dùng kết nối vào bình áp. Đấy. Còn nước thải thì chúng ta sẽ cắm cái vòi nước thải. Cái đầu nước thải thì chúng ta sẽ kết nối ra rãnh nhá. Cho nên chúng ta đừng có vất linh tinh, không là nước nó chảy lênh láng ra đấy. Đây là cái đầu bịt của nó nhá. Cái đầu bịt của hãng người ta cho để cho nó khỏi bụi vào thôi. Khi mà chúng ta cắm ống thì chúng ta rút cái đầu bịt này ra. Đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, ở dưới đây. Đó, ở dưới thì các bạn có thể nhìn thấy nó là một cái máy bơm. Đấy, máy bơm cao áp nhé. Đấy, máy bơm áp lực lớn này. Và các cái van điện tử. Ở trong này nó sẽ có các van điện tử. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, nó sẽ có một cái cục cấp nguồn cho toàn bộ máy. Đấy, coi như là cái hộc này nó sẽ chứa máy bơm cao áp này, van điện tử này. Gồm có van điện tử thấp áp và van điện tử cao áp. Đó, về sơ đồ các van và sơ đồ điện thì các bạn có thể tham khảo trên trang web của hãng hoặc là xem trong hướng dẫn sử dụng. Đây, các bạn có thể thấy là mình đã lắp đặt cái máy lọc nước này vào rồi. Đó, rất chi là nhỏ gọn. Nằm nhỏ gọn trong cái hộc ở phía dưới cái chậu rửa bát các bạn nhé. Đó, nên là nhà nào nếu mà không gian chật hẹp chúng ta nên sử dụng một cái máy như này. Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái chậu rửa bát này. Đấy, đây cái chậu rửa bát này. Nó sẽ nằm vừa khít ở cái phía dưới cái thùng chậu. Rồi mình cũng đã kết nối đường nước này, đường điện các thứ vào rồi. Đó các bạn thấy không? Đầy đủ, cắm điện đầy đủ nhá. Ba đèn đều sáng xanh, rất ok. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ test xem cái chất lượng nước của cái máy lọc nước Carofi này, xem là sau quá trình lọc nó sẽ như thế nào, chất lượng của nó có tốt hay không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên cái vòi nước. Đây. Các bạn có thể thấy đây chính là cái vòi. Cái vòi này chính là cái vòi nước đầu ra của cái máy lọc nước Carofi đây. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nước đầu ra, mình sẽ test xem. Trước khi test thì mình sẽ cần chuẩn bị một cái máy đo. Đấy, máy này là máy đo chỉ số TDS và cái đơn vị của nó là PPM nhé. Với cái nước mà chất lượng tốt uống được trực tiếp thì nó sẽ là dưới 50 PPM. Còn từ 50 đến 100 thì cũng chỉ là dùng rửa ráy thôi, cũng không nên uống trực tiếp. Còn trên 100 là nước bẩn rồi. Đây, mình vừa lấy từ cái máy lọc nước nhé. Bây giờ mình sẽ đo xem bao nhiêu. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ số của nó đang là 34 ppm, có nghĩa là dưới 50 ppm. Đấy, rất ok, là máy lọc nước đã lọc rất ok rồi. Với cái chỉ số này thì các bạn có thể uống trực tiếp được luôn nhé. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái nước chưa qua lọc. Đây, đây chính là cái vòi nước chưa qua lọc. Vòi này là vòi chưa qua lọc nhé. Mình sẽ lấy này. Rồi, mình cũng sẽ đo xem là chưa qua lọc thì cái chỉ số của nước là bao nhiêu. Wow. Chưa qua lọc thì nó khoảng 99 ppm. Đó, như vậy là nước này không nên uống trực tiếp nhé, bởi vì nước nó vẫn còn có một số cái thành phần không tốt cho sức khỏe. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là sau khi mà qua cái máy lọc nước Carofi
thì nước của chúng ta đã được lọc rất sạch và chúng ta có thể uống trực tiếp được. Do đó mỗi gia đình nên mua cho mình một cái máy lọc nước để đảm bảo về sức khỏe. Các bạn có thể là giám sát được cái chất lượng nước cũng như là quá trình thay lõi lọc thông qua cái đèn hiển thị ở trên cái máy này, hoặc chúng ta cũng có thể là sử dụng app để chúng ta theo dõi. Đó chính là cái app Carofi 360. Các bạn mở app ra, các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ nắm được là đầy đủ các cái thông số. Ở đây nó sẽ cho chúng ta biết được là cái chỉ số tinh khiết của nước là bao nhiêu. Như nãy mình nói là dưới 50 ppm thì là chỉ số tinh khiết của nước là chúng ta có thể uống trực tiếp được. Đây hiện tại là nước chỉ số tinh khiết của nước là 6 ppm. Thì ở bên trong cái lõi này nhá, nó sẽ có một cảm biến TDS, do cái cảm biến đấy nó đặt ở bên trong nên là thông thường cái chỉ số tinh khiết của nước mà nó hiển thị này thông thường nó sẽ thấp hơn so với cái việc mà chúng ta đã lấy nước ra vòi. Đây, nó sẽ cho chúng ta biết là số lõi lọc bao nhiêu này, các thứ này, và nó sẽ cho chúng ta biết được cái thời gian của từng lõi lọc là còn lại bao nhiêu thời gian nữa là cần phải thay lõi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta là số lõi lọc luôn. À, hiển thị là 5 lõi nhưng mà bản chất cái máy này là có 6 lõi, bởi vì cái lõi số 5 nó làm cái lõi nguyên khối, nó gồm 6 lõi nhỏ bên trong, và chúng ta thay cái lõi số 5 này bắt buộc phải sau thay cả cái khối này, có nghĩa là thay cả 6 cái lõi này. Nên là đây nó sẽ thì hiển thị là 5 lõi thôi. Và khi mà chúng ta thay xong cái lõi nào thì chúng ta sẽ nhấn nút reset. Đấy, ví dụ lõi số 2 thì chúng ta nhấn nút reset lõi số 2. Và nó sẽ nói và nó sẽ hỏi chúng ta là có đồng ý hay không. Nếu mà chúng ta đồng ý thì nó sẽ reset lại cái thời gian của lõi số 2. Do đó là khi mà chúng ta thay lõi mới thì chúng ta hãy reset, còn nếu mà chúng ta chưa thay thì chúng ta không nên reset các bạn nhé. Còn cái tính năng yêu cầu thì các bạn có thể là gửi tất cả các yêu cầu cho hãng, ví dụ như là máy không hoạt động này, máy không ra nước này, thay thế linh kiện này, vân vân, thì nó có lỗi gì thì các bạn có thể gửi trực tiếp thông qua cái app này cho hãng và hãng sẽ liên hệ lại và bảo hành cho chúng ta. Các bạn thấy là nó cũng rất tiện lợi đúng không? Và với cái máy này là cái mạng U95 này nó sẽ kết nối wifi nên là chúng ta có thể là giám sát cái chất lượng nước cũng như là quá trình thay lõi của cái máy này bất cứ ở nơi đâu nếu mà chúng ta kết nối internet, rất chi là tiện dụng đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cái lệnh nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.